Rồi, em chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người về cái cách em làm mắm tôm. Cách pha mắm tôm ha. Thì ở đây những cái thành phần ở đây, quên có một cái thành phần quan trọng mà quên. Đường. Đây. Ở đây em có đường cát trắng, có sả băm, ớt băm, này là trái tắc nha. Còn cái này là mắm tôm Bắc hiệu Nông Phu. Và một cái thành phần vô cùng quan trọng nữa đó là rượu trắng. Thì tùy mỗi nhà, nếu mà nhà nào có rượu trắng mà loại cooking wine á, cái loại dành cho nấu ăn á, thì mình xài cái đó. Còn nếu không á, thì mình xài rượu trắng của mấy ông xã hay dùng cũng được. Ở đây em xài cái này nè, xịn chưa, xịn sò chưa, Sauvignon Blanc, dễ sợ. Đây, đầu tiên em sẽ để đường vô. Ở đây em sẽ có khoảng, mình cho khoảng thôi ha, một, em ít có đồng đo đếm lắm, 2, 3, 4, giờ mà nói nữa là quên không biết mấy muỗng đó, 5, em cứ để 5 muỗng trước đi ha, tại vì hôm nay pha chỉ có mình em ăn thôi, chứ còn ông chồng thì ổng có biết ăn cái này, ổng ăn cái này là ổng bịt mũi. Rồi tiếp theo em sẽ để sả vô. Sả. Cái thành phần này sả với lại ớt luôn thì nó sẽ làm cho cái mắm tôm của mình rất là thơm, nó không có bị nặng mùi. Và đặc biệt nếu mà mình không có xài tắc thì là số dách rồi. Còn nếu không á thì mình xài chanh cũng được. Rồi bây giờ em sẽ nặng chanh vô. Nặng tắc vô. Đó, lẹo lưỡi quên. Nặng vô ha. Đây. Em bỏ qua cái bộ lọc này để cho nó không có bị rớt hột vô rỗng. Cái hột này mà nhai trúng nó đắng trời đất luôn. Đây. Em nấu ăn hay là làm bánh gì cũng vậy, kể cả làm bánh em ít có đông đo đếm vậy lắm á. Cho nên là nhiều chị mà hỏi em ô công thức làm sao là em chịu. Nhiều khi em nói là em nói khoảng thôi, với lại mình làm theo thói quen á. Thành ra là không có đông đo đếm gì hết. Nhiều người thắc mắc nó nấu ăn á, thì tao hiểu. Nhưng mà nếu mình gọi là làm bánh, làm trái rồi thì phải có công thức chính xác. Mà tại sao không có công thức? Dạ em xin thưa là em không có. Em chỉ học lóm trên mạng. Là leo lên trên đó mò cách làm. Có nghĩa là xem từng bước cách làm rồi những cái thành phần họ cần trong cái đó, rồi xong khi tới khi em làm thì em chỉ làm khoảng thôi. Em cứ bóc thảy chứ em không có đông đo đếm gì hết. Bởi vậy nhiều khi cũng hên xui lắm. Có khi làm được, có khi ngon, có khi dở. Mà Oh, it's beautiful, yeah. Đó, nhiều đây tắc nó thơm lắm luôn cả nhà. Tắc này em ở bên Hawaii cho nên là tắc ở bên này nhiều lắm. Hồi đầu em không biết, nhưng mà về sau này đi cái chợ farmer market của dân địa phương á, họ bán đủ thứ. Tắc chanh rồi ngò gai, ngò sả rồi thì là rồi bầu cũng có. Rồi đọt su, đọt bầu có luôn. Coi như là thượng vàng hạ cám, cái thứ gì cũng có hết trơn, mà nó lại rẻ hơn ở trong siêu thị nữa, tại vì họ của nhà họ đem ra họ bán mà. Đó, thơm phức nứt mũi đó cả nhà, thấy không? Bây giờ cái chén nó dung dung rồi nè. Hồi nãy là em cho 4 muỗng đường, 5 muỗng chứ, đó quên bà nó rồi. Rồi bây giờ cho khoảng 2 muỗng cà phê, 2 muỗng cà phê dư tràn. Cái rượu ha, rượu trắng ha. Mình phải có cái rượu trắng. Tại vì cái rượu trắng này nó sẽ khử mùi cái mắm tôm. Với cái thứ hai nữa, khi mình đánh cái mắm tôm lên á, nó sẽ có bọt. Nó nổi bọt lên, nó dậy mùi, đã lắm. Mắm tôm nè cả nhà. Đó. Bây giờ bỏ vô đây nha. 1 2 3. Em làm 3 muỗng thôi, tại vì cái phần này ở trên mặt nó đặc. Làm nhiều một hồi nếu mà lạc á thì mình cho thêm, chứ còn mặn quá là khó chỉnh lắm. Rồi cả nhà xem nha, bây giờ quấy nha.
lại nè, chuẩn bị nó lên bọt nè, nhức nhối luôn. Trời ơi, hôm nay nhà em ăn thịt luộc, thịt ba rọi luộc cuốn rau sống đó, cả nhà thấy nó dậy bọt không, thơm lắm luôn đó, quá là hấp dẫn. Cả nhà thấy dậy bọt không, nó nổi bọt lên rồi đó, quá hấp dẫn. Trời ơi nó thơm, ô men cái mùi thơm quá, ông chồng không có đứng đây. Chú trời nồng nặc, chú trời, ông mà đứng đây ông bịt mũi rồi đó. Thấy nó dậy, nó dậy bọt lên không, thơm lắm. Có cái rượu là nó khử mùi mà nó lên cái mùi thơm lắm luôn, nó ăn nó không có bị tanh. Để em nếm thử nha. Trời ơi đã quá. Hấp dẫn quá. Chú cha mẹ ơi. Trời ơi nó thơm. Này là vừa luôn. Nếu mà có thể có nhiều chị mà ăn mặn thì cái này nó sẽ là hơi lạc, nhưng mà với em thì em ăn lạc thì nó như vậy là vừa. Nhưng mà tùy khẩu vị mỗi người thì mình có thể gia giảm thêm thành phần đường hoặc là mắm nha, để cho nó vừa theo khẩu vị của mỗi người. Trời ơi hấp dẫn quá trời luôn, em đói bụng sôi sùng sục. Rồi bây giờ mình chuyển ra qua bàn. Em sẽ mời cả nhà qua bàn nha. Đây, em mời cả nhà qua bàn ăn nha. Đây, hôm nay bàn ăn vô cùng đơn giản, những cái món vô cùng dân dã luôn. Đó, chén mắm tôm thần thánh. Đó, các anh chị thấy không? Nó lên bọt nè, thơm lắm luôn. Và cái này á, nếu mà mình để trong, mình ăn không hết á, thì mình xớt ra mình để trong cái keo, cái mình để tủ lạnh, ăn 1-2 tuần không thành vấn đề, không đau bụng luôn. Mà các chị nhớ nha, pha mắm tôm tuyệt đối không để nước lã, để nước lã nó tanh dữ lắm, ăn không có nổi. Ăn không nổi đâu, tanh lắm. Đây, cái chén đó là của em, chén này của ông chồng, nước mắm, không tỏi, không ớt. Một hồi để tự ổng cho tỏi cho ớt. Đây các chế thấy dĩa rau không? Đó, mình có xoài chua nữa nè, xoài chua nè, có diếp cá nè, có húng lủi nè, có cải xanh nè, tại vì không có trồng xà lách, em lấy cải xanh. Đó, thịt heo, bánh hỏi. Bây giờ mình sẽ xử thôi. Rất là ngon, đói bụng nguyên hồi chưa tới giờ rồi, nhịn đói để chiều nay ăn món này. Quá hấp dẫn. Em chào cả nhà nha. Bye bye.